Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ và sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày 15 tháng riêng năm nhâm dần. Ngày này là ngày kỷ hợi tháng nhâm dần năm nhâm dần và ngày hôm nay là ngày hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ ất xỉu từ 1 giờ đến 3 giờ, thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trần, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành, ngũ hành ni mệnh, bình địa mộc, ngày kỵ hợi, tức can khắc chi, nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm bình địa mộc kỵ tuổi quý tỵ ất mùi ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi tân mùi kỵ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc ngày hợi lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi thành mộc cục xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọa vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi tân tỵ đinh tỵ tuổi xung trong tháng tuổi canh thân bính thân bính dần Về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên phúc tốt mọi việc sao thánh tâm tốt mọi việc nhất là cầu phúc tế tự sao ngũ phú tốt mọi việc sao u vi tinh tốt mọi việc sao lục hợp tốt mọi việc sao mậu thương tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho sau sáu trong ngày gồm có sau kiếp sát kỵ về xuất hành cưới hỏi an táng xây dựng về nhà cửa sau địa phá kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sau hà khôi sáu mọi việc nhất là khởi công động thổ xây dựng về nhà cửa sau câu trận kỵ về an táng sau thổ cẩm kỵ về xây dựng nhà cửa an táng về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng chính nam. Và sau đây mà các bạn đoán xem từ vị trí tiết 12 con giáp thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022 mà các bạn theo dõi nội dung chi tiết. tuổi Tý thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang có được báo hiệu gặp được ngày có ngũ hành tam hội nâng đỡ cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tý có được một ngày làm việc in bình và gặp được nhiều điều kiện thuận lợi và cho dù bạn có gặp phải những khó khăn khúc mắc gì đi chăng nữa với bà tuổi Tý cũng nhanh chóng được đồng nghiệp giúp đỡ và tìm ra hướng giải quyết một cách nhanh gọn nữa. Thậm chí, trong ngày này với bà tù Tý bản mệnh vẫn có được cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp nhờ có được tinh thần làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Với bà tù Tý đang hy vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến trong thời gian tới. Tuy nhiên, với bạn thủ tí trong ngày này, bạn lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này cho thấy bạn cần phải chú ý đề phòng các bệnh liên quan tới thận, não bộ, bảng quang. Bạn hãy chú ý tới tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn, chứ đừng có vì công việc bận rộn mà lơ là đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể bạn thủ tí nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, từ vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, sự nghiệp phát triển được thuận lợi như ý muốn, từ vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy có được quý nhân giúp đỡ, khắc phục được những vấn đề khó khăn, từ vi tuổi mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, đồng nghiệp khâm phục và lãnh đạo đánh giá cao từ vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ quan tâm nhiều hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân từ vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc suy nghĩ chính chắn trước khi đưa ra quyết định và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 15 số 97 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là ba tuổi Sửu đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cái điều này báo hiệu cho bạn sẽ trải qua một ngày ngập tràn may mắn trên phương diện tài lộc, đặc biệt là đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, dù bạn phải bôn ba vất vả nhưng sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với mình nữa nhé và thời điểm này với bạn tuổi sửu, bạn đã ổn định vào guồng quay của công việc của mình sau dịp nghỉ Tết vừa rồi. thế nhưng bạn cũng cần phải cố gắng hơn nữa, chớ để tôi những sai lầm không đáng có, mất thời gian và công sức để khắc phục, sửa chữa những vấn đề mà mình gặp phải. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Sửu cần phải quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn, cho dù công việc của bạn có bận rộn đến thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần phải cố gắng dành khoảng thời gian quay quần bên các thành viên trong gia đình, cùng ăn bữa cơm hoặc là cùng dọn dẹp nhà cửa với họ nhé. Về câu quý cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy chớ nên lơ là để xảy ra những lỗi sai không đáng có từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa làm việc vất vả nhưng bạn sẽ được trả công xứng đáng từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc cần phải cân bằng thời gian trong công việc và trong cuộc sống gia đình. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 67, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mão. tử vi tuổi dần thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022 xem tử vi cho thấy với bà tuổi dần bước sang ngày thứ ba này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo sẽ có những tác động không mong muốn xảy đến trong ngày hôm nay với bạn mà chủ yếu là trên phương diện tình cảm Ngày này đối với những bạn đã kết hôn thì cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia của mình nhiều hơn, chứ đừng có để xảy ra những xích mích, những hiểu lầm không đáng có. Trong ngày này đối với những bạn đang còn độc thân, cũng không gặp được đào hoa tốt với bạn, khó tìm được người phù hợp và thật lòng quan tâm tới mình, dường như chưa có ai khiến cho bạn thực sự rung động và bạn tủi dần, phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa nhé trên phương diện sự nghiệp, bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với những nỗ lực của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua đã được đền đáp xứng đáng. Với bạn tuổi dần đã được cấp trên đánh giá rất cao và bạn có được nhiều cơ hội để thăng tiến trong thời gian sắp tới nữa rồi. Vài câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy không tìm được người phù hợp với mình, tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, vợ chồng lạnh nhạt, thiếu đi sự quan tâm lẫn nhau. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, được cấp trên đánh giá cao và trao cho bạn có được những cơ hội tốt. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, nhận được phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của bạn trong khoảng thời gian vừa qua. Và đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 64, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. từ vi tuổi mão thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp phù trợ điều này làm cho bạn tuổi mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào công việc cho dù đây là thời điểm mới bắt đầu năm mới nhưng với bạn không ngại ngần khó khăn nhận thêm trách nhiệm do cấp trên giao phó nữa rồi và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão, các mối quan hệ xã giao của bạn đang phát triển rất tốt đẹp. Vì thế, bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Và nếu như bạn có vấp phải những khó khăn đi chăng nữa, bởi xung quanh bạn không thiếu người muốn xung phong giúp đỡ cho bạn nữa nhé. Điều mà bạn tuổi Mão nên làm trong khoảng thời gian tới là cần phải xác định hướng đi đúng đắn cho mình. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Phượng. Cái điều này cho thấy Bản mệnh tuổi mão được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Bạn và nữ kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, cùng nhau lo lắng những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Chính vì thế, cái chuyện tình cảm của bạn luôn luôn giữ được hạnh phúc gia đình. Về câu quyết cho bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy hăng hái khi bắt tay vào công việc tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa không ngại ngần khi nhận thêm trách nhiệm về mình từ vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ không nên ý tưởng hóa mọi việc quá mức từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc gia đình hòa hợp vợ chồng thấu hiểu lẫn nhau từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim tin tưởng và luôn tâm sự với nửa kia của mình và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 12, số 77, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Từ vi tuổi Thìn thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022. Với bà Thủ Thìn bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi chỉ ra rằng bà Thủ Thìn đang gặp ngày có thương quan giáng họa. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo phải trải qua một ngày làm việc vất vả nhưng không nhận được sự trợ giúp của bất cứ ai. Với bà tuổi thìn, bạn tính nóng nảy, thích thể hiện có thể khiến cho bạn đắc tội với những kẻ tiểu nhân hoặc là cấp trên khiến cho bạn gặp phải nhiều rắc rối nữa nhé. Và thời điểm này với bạn tuổi thìn đó, tốt nhất là bạn hãy giữ bình tĩnh, giữ vững về mặt tinh thần, lấy dị hòa vi quý làm đầu. Nếu như có mâu thuẫn trong suy nghĩ, đôi bên cũng cần phải bình tĩnh thảo luận, tìm ra cách giải quyết vấn đề, dung hòa sao cho hợp lý nhất trong vận tình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia của mình đặc biệt là khi đôi bên đang có bất đồng ý kiến với nhau bạn trở nên khang khang với ý kiến cá nhân của riêng mình cho mình là người đúng đắn mà bộ ngoài tai những điều người ấy nói như vậy nhé Vài câu quýt cho bàn tuổi thìn trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, nóng nảy, giải đắc tội với kẻ tiểu nhân hoặc là cấp trên của mình. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, hãy bình tĩnh khi trao đổi với các vấn đề khó khăn, khúc mắc. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, tránh xung đột với người khác vì những chuyện nhỏ nhặt. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, vợ chồng dễ gặp phải những bất đồng ý kiến với nhau. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, đừng bắt người khác phải nghe theo ý kiến của mình. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 81, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi tí, tuổi tuất. Từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tỵ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi. Điều này ảnh hưởng không hề nhỏ lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Với bà tuổi tỵ ngày này đang quá kiêu ngạo và luôn coi mình là người tài giỏi nhất. Do đó, bạn mệnh thường gạt đi ý kiến của người khác và dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương cho những người xung quanh mình nữa. Và trong ngày thứ ba này với bà tuổi tỵ có nhiều khả năng bạn sẽ trải qua một ngày làm việc vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc vào mình. Bạn nên học cách chia sẻ những gánh nặng của mình với người khác như là với bạn bè, đồng nghiệp hoặc là người thân của mình để giảm bớt đi áp lực trong công việc. Và xem tử vi cùng cho thấy hôm nay là ngày 15 tháng giêng năm nhâm dần. Ngày này, thiêu hải thượng lạn ông, nhân thần nằm ở trong miệng, khắp thân mình và tốc dương minh vị kinh. Vì vậy, với bà tuổi tị nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Về câu quyết cho bà tuổi tị trong ngày thứ ba này, từ vi tuổi ất tị thuộc mệnh hỏa cần phải chú ý tới đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp với mình. Từ vi tuổi đinh tị thuộc mệnh thổ dễ gây mất lòng mọi người xung quanh. Từ vi tuổi kỷ tị thuộc mệnh mộc ôm đồm quá nhiều công việc vào mình, không nên tham lam. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nên lập ra những kế hoạch phấn đấu sao cho rõ ràng. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, tình hình tài chính có những bước chuyển biến rõ rệt. Về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 74, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ, thứ ba, ngày 15 tháng 2 năm 2022. Với bà tử ngọa bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy là bạn tử ngọa đang gặp ngày có ngũ hành, thủy khác với họ. Điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia rất dễ rơi vào tình trạng to tiếng, cãi vã lẫn nhau. Và vợ chồng khó tránh khỏi những lúc lục đục, nhưng cũng chính những lúc như thế này, hai người lại càng cần phải học cách bình tĩnh và thấu hiểu nhau hơn. Với bạn tử ngọa trong ngày này, khi vợ chồng có sự mâu thuẫn thì bạn mệnh nên hạ bớt cái tôi của mình xuống, không nên để cho mâu thuẫn kéo dài, hai người cùng sống dưới một mái nhà, đừng có khiến cho bầu không khí thêm phần căng thẳng, khó chịu hơn. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với ba Tử Ngọ đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này cũng cho thấy trên phương diện sự nghiệp của bạn ngày hôm nay, bạn cũng nên cởi mở hơn với đồng nghiệp xung quanh, đặc biệt là ở thời điểm đầu năm mới cùng chung tay để giải quyết những vấn đề thì mọi việc sẽ được êm xuôi, sẽ thêm phần thuận lợi hơn cho bạn nhé vài câu quyết cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim dễ bất đồng ý kiến với nửa kia của mình. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên nóng nảy, nói lời tổn thương người khác. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa hãy chủ động làm hòa khi có mâu thuẫn nổ ra. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ hãy cởi mở hơn với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc hãy học cách đoàn kết để giải quyết những vấn đề khó khăn. Và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 88, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này đem lại cho bạn có được nhiều sự may mắn trong ngày hôm nay. Đặc biệt là đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, bạn sẽ tìm được nhiều mối làm ăn hứa hẹn, không chỉ giúp cho bạn có được khoản tiền dư dả, thoải mái trong việc chi tiêu, mà bạn cũng có thể dành dụm để một khoản tiết kiệm cho tương lai về sau này nữa. Với bà tuổi mùi trong ngày này, bạn hãy giữ các mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác, kinh doanh hiện tại bởi tương lai họ có thể sẽ trở thành quý nhân của bạn, giúp cho bạn tiếp xúc với nhiều cơ hội lớn hơn nữa để làm giàu cho mình. Và xem tử vi cũng cho thấy, theo nhị thập bát tú, hôm nay là ngày tốt, vì vậy bạn có thể nên làm những công việc như là tốt nhất là khởi tạo, chôn cất, cưới gã, xây cất, đào ao, đào giếng, khai mương rạch, các vụ việc làm thủy lợi, khai trương, dọn cỏ, phá đất. Nhưng bạn cũng nên kiên cự những công việc như là lốt giường, đóng giường, đi thuyền. Vì vậy, bạn nên sắp xếp, xếp công việc để thực hiện sao cho phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất bạn tuổi mùi nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim tiếp xúc với nhiều mối quan hệ làm ăn hứa hẹn tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy duy trì và mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa tài chính được dư dả không lo thiếu tiền tiêu tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ thực hiện những công việc đã lên kế hoạch tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc dự vững quan điểm đúng đắn của bản thân mình và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 56, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022. Với bạn tuổi thân bước sang ngày thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tư hại. Cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn đang có điểm báo công việc gặp nhiều rối rắm, có nhiều biến cố xảy ra nhưng cũng không có ai giúp đỡ, bạn phải vất vả mới có thể xử lý được. Và chuyện này có thể là do có kẻ tiểu nhân bày mưu tính kế, cố tình tạo ra, có thể khiến cho nhiều người có cái nhìn không đúng về bạn nữa và trong tình huống xấu nhất đi chăng nữa với bạn tuổi thân trong ngày này, bạn cũng trở nên quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản bác lại những cái sai. Bởi trên thực tế thì lời nói xuông cũng chẳng có lợi ích gì. Hãy dùng những hành động thực tế, cụ thể để chứng minh mình trong sạch bạn tuổi thân nhé. Và may mắn là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cái điều này cho thấy với bạn luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình từ phía gia đình vì vậy bạn đừng có ngại ngần khi tâm sự với người ấy hai người có thể đồng tâm hợp lực sẽ giải quyết được mọi vấn đề khó khăn mà bạn đang gặp phải ở hiện tại nhé vài câu quýt cho bạn thủ thân trong ngày thứ ba này. Từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy đối mặt với tiểu nhân dễ vướng vào rắc rối. Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa hãy giữ bình tĩnh khi đối diện với những khó khăn. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ chứng minh bản thân mình bằng những hành động thực tế. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nửa kia tháo hiểu và biết chia sẻ từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim tâm sự với nửa kia nếu như gặp phải những khó khăn và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 20 số 76 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Thìn tuổi Dậu Từ vi tuổi Dậu, thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng, điều này làm cho vận trình tình cảm của bạn trong ngày hôm nay diễn ra rất tốt đẹp, đặc biệt là đối với những bạn tuổi Dậu đang còn độc thân có nhân duyên, tình cảm khá tốt bạn mạnh tuổi dậu có được cơ hội thể hiện được sức hút của mình khi tham gia các sự kiện gặp gỡ tụ họp cùng bạn bè trước những ngày đầu năm mới và ngày này với bạn tuổi dậu bạn là người cũng rất ấn tượng vì vậy có thể nhân cơ hội này để tiếp xúc trò chuyện với nhiều người khác giới để gia tăng thêm cơ hội tìm kiếm một nửa cho mình nữa nhé và trong ngày thứ ba này với ba thứ dậu nếu như bạn đã có gia đình rồi bạn luôn tin tưởng và yêu thương nữa kia trong khoảng thời gian này dù bạn có bận rộn với công việc đi chăng nữa thì hai người cũng luôn chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong mọi việc nhờ vậy mà tình cảm đôi bên càng ngày càng thêm gắn bó hơn Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi giàu, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài, chiếu mệnh. Cái điều này sẽ đem lại cho bạn có được nhiều sự may mắn trên phương diện tài lộc. Ngày này, một số bạn trong mệnh có được cát tinh sẽ giúp cho bạn có thể phát tài một cách nhanh chóng dựa vào vận may của mình. Và đây chắc chắn là một khoản tiền không nhỏ sẽ giúp cho bạn thoải mái trong việc chi tiêu cũng như là có được một khoản tiền dành dụm để cho những dự định về kinh doanh sắp tới của bạn nữa nhé vài câu quýt cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy hãy cởi mở hơn với những người tiếp cận mình tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa nhận được sự chú ý từ nhiều người khác giới tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nửa kia của mình tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc phát tài một cách nhanh chóng nhờ vào vận may tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim tài chính được dư giả không lo túng thiếu và đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 12 số 71 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cá tường màu bạch kim màu xám quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi sửu tuổi thìn từ vui tuổi tốt thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải giữ cho đầu óc của mình luôn luôn tỉnh táo và bình tĩnh trong ngày hôm nay bởi bạn đang có điểm báo sẽ có những mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là chính cấp trên của mình nữa thả bớt một chuyện còn hơn là nhiều hơn một chuyện đặc biệt là đầu năm mới điều này sẽ không tốt cho tương lai sự nghiệp của bạn về sau này đâu đó nhé và với ba tuổi tuất trong ngày này cho dù tình huống có gặp phải là gì đi chăng nữa với bạn cũng cần phải chú ý trong cách ứng xử của bản thân mình đừng có để cho những hành động bốc đồng của mình trở thành bằng chứng để cho những kẻ xấu lợi dụng hãy luôn giữ cho mình đầu óc tỉnh táo để hạn chế những rắc rối xảy ra với mình nhé Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải quan tâm nhiều hơn tới con cái của mình, nhất là khi con đang còn nhỏ. Đừng có để cho đến khi mối quan hệ của mình với các con dần trở nên xa cách hơn thì lúc đó cảm thấy hối hận đã muộn mất rồi bạn tuổi Tuất nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tuất Thuộc mệnh hỏa hãy giữ chỗ đầu óc của mình luôn luôn tỉnh táo bình tĩnh khi làm việc tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ tránh mâu thuẫn khi làm việc với mọi người xung quanh tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc tuân theo những quy định chung của tập thể tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim cần phải quan tâm tới con cái của mình nhiều hơn tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có sự xa cách vài đánh giá của bà tuổi Tuất trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 67, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi hỏi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hỏi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành hỏi hỏi tự hình cái điều này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ lên cảm xúc của bạn ngày hôm nay khiến cho bạn dễ có những tư tưởng bi quan tiêu cực và nếu như bạn đã là người trưởng thành thì bạn nên học cách đối diện với những điều không mong muốn đừng có tìm cách độ lỗi cho người khác nhé Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi hợi, ngày này bạn cũng nên hạn chế bản tính nóng vội, cần phải tránh đưa ra những quyết định không chính xác. Đây là lúc thích hợp để cho bạn tự kiểm tra lại những trở ngại trong công việc mà bạn đang gặp phải, xem đó có phải là nguyên nhân khiến cho bạn khó gặt hái được thành công hay là không. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi hợi, nếu như bạn có kế hoạch xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam. Đây là hai hướng đem lại cho bạn có được nhiều sự may mắn, giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa có suy nghĩ bi quan, tiêu cực khi vướng phải những khó khăn. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ không nên than thân tách phận mà hãy chủ động nghĩ cách để giải quyết vấn đề. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nóng vội sẽ đưa ra quyết định sai lầm. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim nên bình tĩnh trao đổi ý kiến với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy hãy phát huy ưu điểm thông minh nhanh nhẹn của mình. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này sự nghiệp. 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 80, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.